Xin kính chào quý khán giả cũng như quý bà con đã đang xem kênh Cây Lúa Cần Thơ. Thì kênh chia sẻ về tình hình sản xuất lúa của bà con ở khu vực Cần Thơ cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm hay trong việc canh tác lúa hả bà con. Thì ở những cái clip trước thì em cũng có chia sẻ về cái vấn đề đó là cách tăng cái số chồi hữu hiệu cho lúa trên một cái đơn vị diện tích. Thì hôm nay là em sẽ cùng với chỗ chú Phương thì người cũng gắn bó với kênh của Cần Thơ ở những clip trước để chia sẻ với bà con mình về cái vấn đề tiếp theo, đó là cách để tăng cái số hạt cũng như là số vé trên bông. Thì hôm nay là trà lúa của mình ở khu vực Thới Lai này của chú nè là được bao nhiêu ngày nữa? Cô chú bữa nay là nó 35 ngày. 35 ngày năm nay nó có khác biệt với mỗi năm á, là nó có đồng sớm. Chú xã Đại Thanh Tám này á thì từ 38 ngày. Có năm thì 40 ngày nó mới có đồng. Nhưng mà năm nay là đồng sớm so với mỗi năm. Chú thấy nếu mà có đồng sớm á thì cái con á, sẽ ít hạt hơn. Vì cái chồi hữu hiệu của mình nó mới 35 ngày thì chồi hữu hiệu mình nó lên không có được nhiều. Trước thì chú có phun những cái sản phẩm của công ty Biocop thì chú thấy những cái cây con của nó cũng giọt lên, nó cao đồng, nó mạnh hơn những cái trà lúa mà người ta không xài. Bây giờ nó cũng một mẹ hai con, có những chỗ thưa thì bốn con luôn, nhưng mà nó tương đối với cây mẹ, và thành ra là chú thấy chú cũng an tâm phần nào. Nếu mà có đồng sớm này á mà cây con nó không có lên được tốt vậy đó thì cái năng suất của mình nó sẽ giảm. Thì cũng xin nhắc lại cũng như là chia sẻ với bà con á, thì ở cái giai đoạn trước á thì là chú Vương có phun cái cặp đó là Mavis 40SL và cái sản phẩm đó là Combilet A để giúp cho nó ra rễ nở bụi chồi to đồng đều để tăng cái số chồi hữu hiệu. Cho nên là trà lúa hôm nay là chú mình dẹt thử vài chỗ đi cho bà con coi cái cây nó làm sao hay đó. Đây. Ví dụ như đây nè, như chú về thử nè, ví dụ như cái bộ lúa này, đó, sao, cây cây con nè, đó, đây cái bộ lúa này, nè, đó, không một mẹ hai con, nhưng mà cái này á là nó khi đó là nó tạo đồng được nè, như bộ lúa này nè, nè, cái cây con nó lên gì là tỷ lệ bông nó có nè, cái cây này nó ngang ngửa với cây mẹ luôn nè, thành ra là khi đó chú an tâm phần nào về cái năng suất. Bữa nay 35 ngày chú phun mà biết dương là hay kinh là cái kẽm của công ty Bicop để phun kích đồng. Là mình áp dụng cái cặp kích đồng này được mấy vụ chứ? Chú xài cái cặp kích đồng này là coi như là năm vụ rồi đó, vụ này nữa là vụ thứ năm nè. Theo cái cảm nhận qua 5 vụ xài cái cặp Mabit với LK2 Kin này nè, là chú thấy cái hiệu quả mà khi mình phun kích đồng thì cái bông của nó làm sao? Khi mà chú phun kích đồng cái ma biết với là ca hai kinh á là khi chỗ lên á là cái cây mẹ với cái con là chỗ đồng loạt lắm, cái số lượng hạt trong bông á là nó sẽ nâng lên. Chú hồi trước chú cũng có xài những sản phẩm khác để kích đồng, cái số lượng hạt trong bông nó có nhưng mà chỉ cây mẹ thôi, nhưng mà cây con á là nếu Gặp này là điều giữa mẹ với con luôn. đúng rồi, cái này mẹ con nó lên là cái tỷ lệ hạt trong bông của cây mẹ cây con nó tương đối nhau. Cái đồng của nó đó tét lơ mơ là đứt vì cái bẹ nó cứng, nó ôm sát cái mình mẹ luôn. Với cái nữa là cái lá nó đứng, cái lá đứng là có cái lợi là mình không bị đau không, bông nó đồng đều rồi cái số hạt trong bông á nó tăng lên nữa, Cho nên cái năng suất về sau năng nó suất sẽ vì sao là nó sẽ đạt hơn vòng vòng đây là mấy chú mấy anh cũng cũng xài theo cũng nhiều hết rồi. cũng nhiều. Nói chung là ở đây là xài theo nhiều, Dạ. xài của công ty Bicop luôn. Quý khán giả thân mến, như đã thông tin từ những video trước, vụ đông xuân năm nay xuất hiện tình trạng lúa có đồng sớm trên khắp các trà lúa đồng bằng sông Cửu Long.
quý bà con nên thăm đồng thường xuyên, giai đoạn từ 33 đến 35 ngày sau sạ và xé đồng ra kiểm tra xem lúa đã có tim đèn hay chưa bà con nhé. Khi xé đồng ra, lúa đã hình thành tượng khói sơ khởi thì bà con mình tiến hành phun kích đồng bằng bộ đôi giải pháp Mabit 40SL và LK2KIN kích đồng bông bự để hỗ trợ quá trình phân hóa đồng diễn ra thuận lợi, cho đồng to, bông bự, tăng số hạt, số giấy trên bông, góp phần tối ưu hóa năng suất thu hoạch giai đoạn sau. Kính thưa quý khán giả thân mến, thì thông qua những cái chuyến thăm đồng nãy giờ cùng với chú Phương, thì cái miếng ruộng này ở khu vực Thới Lai hay bà con, thì ở những cái clip trước thì Quốc Chí cũng như là chú Phương cũng đã có chia sẻ với bà con mình về cái quá trình canh tác từ lúc lúa còn nhỏ cho đến hiện tại. Thì ở những cái clip vừa rồi thì Quốc Chí cũng đã có chia sẻ với bà con mình về một số cái cách để mà xác định lúa có đồng, cũng như là đưa ra những cái vấn đề để giải quyết trong cái tình trạng năm nay là lúa có đồng sớm, là có nên phun kích đồng hay không đó bà con. Thì với cái bộ đôi giải pháp đó là kích đồng bông bự Mabit 40SL và sản phẩm là K2KIN, thì hôm nay thì ruộng của chú Phương là cũng đã có đồng rồi. Thì bữa nay là chú Phương cũng có kết hợp là phun cái sản phẩm, thì hôm nay cũng làm cái clip này để chia sẻ đến bà con mình, cũng như là Quốc Chí sẽ nói rõ hơn về cái sản phẩm cũng như là cái bộ đôi này ha bà con. Về cái bộ đôi kích đồng bông bự này á, thì sẽ có hai sản phẩm chính, đó là Mabit 40SL và sản phẩm là K2KIN. Thì đối với sản phẩm Mabit 40SL với cái hoạt chất đó là Mabit Chloride, thì đây là thuộc một cái nhóm thuốc điều hòa sinh trưởng thuộc cái dạng ức chế bà con. Nó sẽ tập trung chủ yếu là ức chế cái sự phát triển, cũng như là nó sẽ ức chế cái sự mà tổng hợp Ipegilin là cái GA3 có trong cây lúa của mình đó. Thì ở cái giai đoạn làm đồng này, khi mà nó sẽ ức chế cái GA3, nó làm cho cây lúa của bà con mình nó ngắn lóng nè, nó hạn chế cái chiều cao, đồng thời là nó sẽ làm dày cái thành tế bào lên, làm tạo cho cây lúa mình có một cái thân rất là cứng. Và nó khi mà nó ngắn như vậy ấy, thì về sau nó rất là hạn chế được cái tình trạng đổ ngã. Thì ngoài cái việc làm ngắn lóng ra, thì nó còn kích thích cho cây lúa của bà con mình phát triển thêm một cái bộ rễ mới nữa. Đối với cái bộ rễ, cây lúa ở cái giai đoạn này là cực kỳ quan trọng hay bà con. Tại vì thường thì ở cái giai đoạn làm đồng trở về sau, thì cây lúa của bà con mình là cái bộ rễ rất là chậm phát triển. Cho nên khi mà bà con mình kích thích được cái bộ rễ ở giai đoạn này nè, ngoài cái việc mà nó tăng cường cái khả năng bám đất cũng như là hạn chế đổ ngã đi, thì nó sẽ giúp cây lúa của bà con mình lấy được dinh dưỡng một cách tốt hơn. Đồng thời là khi mà phun xong là kích cho bộ rễ mới, bà con mình bón phân đón đồng xuống, thì nó sẽ tối ưu được cái việc đó là cây lúa lấy được dinh dưỡng ở cái giai đoạn làm đồng này, để có thể mà hình thành đồng một cách tốt nhất, cũng như là lấy đủ dinh dưỡng luôn đó hai bà con. Không chỉ phát triển rễ thân thì nó còn thêm một cái cơ chế rất là đặc biệt có trong cái sản phẩm Mabit 40SL nữa, thì nó sẽ tập trung vào cái bẹ. Cái lý do tại sao nó sẽ khác, có nghĩa là khi có sử dụng thì cái bẹ lúa của bà con mình nó sẽ rất là dày, và cái thứ hai nó sẽ có một cái màu xanh và nó cứng, và nó ôm sát cái thân luôn, cho nên là nó sẽ hạn chế đổ ngã. Và không chỉ vậy là cái bẹ lúa, theo các nhà khoa học chia sẻ, thì nó là một cái nơi cũng như là một cái kho để lưu trữ những cái dinh dưỡng như cái đường bột nè. Khi mà về cái giai đoạn chỗ về sau đó bà con, thì nó sẽ tập trung nó lấy cái dinh dưỡng từ cái bẹ lên, để mà nó tăng cường cho khả năng vô gạo của hạt gạo mình về sau, nó làm tăng năng suất nha bà con. Không chỉ vậy, hoạt chất Mabit Chloride có trong sản phẩm Mabit 40SL còn khi ứng dụng cho cây lúa, nó còn giúp tăng cường cái khả năng hấp thụ canxi từ đất ha bà con, giúp cây lúa của bà con mình trở nên cứng cáp hơn nè, hạn chế đổ ngã, cho nên là bảo vệ được cái năng suất về sau ha bà con. Thì về cái sản phẩm tiếp theo đó là cái sản phẩm là K2KIN. Thì ở trong cái sản phẩm là K2KIN này sẽ có thành phần hoạt chất đó là kẽm. Thì kẽm nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình quang hợp của cây lúa, có nghĩa là nó sẽ tổng hợp, nó tạo nên nhiều cái diệp lục tố ha bà con, cho nên nó sẽ tăng cường được cái khả năng quang hợp của cây, thúc đẩy cái sự phát triển của cây lúa của mình một cách tốt hơn. Thì ngoài ra kẽm nó cũng sẽ giúp tổng hợp đường bột nè, tham gia vào cái quá trình tổng hợp protein, cũng như là nó sẽ tham gia luôn vào cái quá trình sinh sản. Thì ở cái giai đoạn làm đồng này thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình phân hóa đồng, thì giúp cho đồng lúa của mình phát triển một cách tốt nhất, cũng như là tăng được cái số hạt cũng như là cái số giá trên bông hay bà con. Thì ngoài ra thì kẽm nó còn giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng bằng cái việc đó là tạo nên một cái cây lúa có nền lá nè, xanh dày nè, nó cân bằng được cây lúa, cũng như là nó sẽ tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, chống lại những cái điều kiện bất lợi của thời tiết nữa hay bà con. Thì ngoài cái thành phần kẽm ra, thì trong sản phẩm là K2KIN nó vẫn còn cái thành phần đó là thành phần mangan hay bà con. Thì mangan có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nên diệp lục,
và xúc tiến cái quá trình hoạt động của nhiều loại enzyme có trong cây trồng, cho nên vì vậy cái quá trình trao đổi chất ở trong cây lúa nó sẽ diễn ra một cách thuận lợi và tốt nhất. Khi mà Quốc Chí cho ứng dụng cũng như là cho kết hợp hai cái sản phẩm này lại với nhau, đó là Mabit 40NL và sản phẩm là K2Kin, thì tại ruộng chú Phương ngày hôm nay, không chỉ vụ này thôi bà con, là ở những vụ trước thì chú Phương cũng đã có chia sẻ là đã có xài qua bộ sản phẩm này, là cũng như những cái miếng ruộng khác mà Quốc Chí đã làm tại khu vực Cần Thơ, thì cái kết quả nó cho rất là đạt. Tại vì khi mà ứng dụng hai cái sản phẩm này lại với nhau, nó sẽ kích thích cho cây lúa mình ở giai đoạn làm đồng nè, phát triển thêm bộ rễ mới khỏe nè, bộ thân thì thân cứng nè, bộ lá thì xanh dày khỏe. Đồng thời không chỉ vậy thì bên trong của cây lúa nó sẽ kích thích nên nhiều cái diệp lục tốt, tăng cường cái khả năng quang hợp cũng như là trao đổi chất, cũng như là kích thích cái sự trao đổi của nhiều enzyme có trong cây trồng đó bà con. Cho nên là nó sẽ tạo được mọi cái điều kiện thuận lợi, có nghĩa là nó lấy được đầy đủ cái điều kiện nè, dinh dưỡng nè, môi trường thuận lợi, cho nên ở cái giai đoạn làm đồng này á, nó sẽ kích thích cho cây lúa của bà con mình phát triển nên một cái bộ đồng, đó là bộ đồng to, bông bự. Khi bà con mình kết hợp phun đúng thời điểm thì Quốc Chí có chia sẻ ở clip trước á, thì nó sẽ giúp cho cây lúa của bà con mình tăng được số hạt cũng như là tăng được chánh giá và tăng được cái năng suất về sau luôn nha bà con. Video từ cây lúa Cần Thơ đến đây là kết thúc. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, cây lúa Cần Thơ xin kính chúc quý khán giả năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo. Hồng Nhung xin cảm ơn và hẹn gặp lại.